Vâng, xin chào các bạn. Các bạn đến với chương trình trải nghiệm của người Kim. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với một vài hạt thiếu nhi. Và cũng như mình đã hứa với các bạn từ đầu thì từ nay về sau mình sẽ cố gắng làm sao có những cái series cho các bạn học theo cái cách gọi là từng ngày, mỗi ngày một bài và chủ đề theo mùa tháng năm. Thì tùy mỗi người thì cái mùa mình thì thực ra là mình muốn dạy các bạn cách dễ nhất đi từ cái bài đơn giản nhất mà thường thì chúng ta ít để ý tới, hoặc là chúng ta có để ý thì cũng nhờ cái công nghệ truyền thông. Với cuộc sống hiện nay thì âm nhạc nó không thể thiếu, và chủ đề hôm nay mình sẽ đưa các bạn về tìm một bài hát của tuổi thơ mà vừa rồi có một ca sĩ thể hiện bằng acoustic, nó hay hơn là ngày xưa người ta cứ phối bùm bùm chát chát, thì nó có những cái mà nó mình cảm thấy nó đúng với hơi thở của thời đại, đó chính là bài Thằng Cuội. Thằng Cuội thì được viết cho bộ phim mà Tôi Đã Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, cũng với bài hát đó, với một bài hát là cũng tôi đúng với cái bài hát tựa đề của bộ phim luôn, thì có bài hát nó cũng rất là hay. Nếu các bạn thích thì mình sẽ cố gắng nghiên cứu, hoặc là đã có người dạy rồi thì thôi, mình sẽ không làm. Làm cái gì mà người ta chưa làm thì về thằng cuội các bạn cố gắng xác định cho nó là tông trưởng. Đấy, tông trưởng tức là sao? Tức là tông để cho cái giai điệu của bài hát nó vui. Bây giờ các bạn nghe thử, ví dụ như bông trắng trắng ngà đấy, bông trắng thì quan trọng nhất là bạn lấy tông nữa, bông trắng ta 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 mới đầu trường nhỉ? Ví dụ là bài đó đầu trường. Đây là bông trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già bông bọt mối mơ. Với đàn guitar hoặc là các bạn sẽ tăng tông lên đây, ví dụ bạn chơi được re trường có thể chơi được re trường này. Còn nếu không thì bạn có thể tăng tông lên, capo lên, tăng hai lên. Mà các bạn nhiều bạn để ý cái này họ muốn hỏi là cái gì, nó rất là cái phần các bạn tăng cái tăng lên để dễ chơi hơn. Nói ví dụ đây, nếu các bạn cảm thấy mà thích về cái bài này dạy đàn thì mình sẽ dạy sau. Hôm nay mình nói chủ yếu là về cái cách hát của một bài hát này. Đấy, mời các bạn theo dõi nha. Khi trước khi ấy thì nó có một cái gọi là intro. Vậy thì cái phần cao quá này, bông nó ở trên cao, các bạn nghe lại mình nhé. Bông trắng, bông trắng, nó luyến xuống các bạn nghe này. Đấy, các bạn nhớ giữ nhịp nhé. Bông trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Hai ba, các bạn hát cho mình nào. Bông trắng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Rồi tiếp theo câu là lặng yên ta nói cuội nghe. Hai ba, lặng yên ta nói cuội nghe. Chữ nghe này các bạn không được ngắt liền này. Lặng yên ta nói cuội nghe. Đấy, nó cảm giác nó trơ trẽo mà nó bị hụt rồi, mình nghe cảm giác là nó sao mà nó vô duyên với vậy, nó thẳng là nó vô duyên. Cho nên chúng ta cái rung, độ rung của nó, các bạn tập chứ không phải là cầm cái tay mà rung thế này nghe giống như ma ám kinh lắm. Cho nên chúng ta quan trọng nhất là khi chúng ta kỹ thuật, các bạn mình đã nói một bài trên Facebook rồi, mình có thể up lên YouTube rồi, là chúng ta phải tập cái hơi thở này. Đấy, cái bài hơi thở mình sẽ nói sau nhá, tiếp tục nhá. Lặng yên ta nói cuội nghe, ở cung trăng mãi
làm chi. Nào 2, 3 lặng yên rồi đến nói qua cái câu liên cho mình nha. Lặng yên ta nói cuối nghe, ở cung chẳng nói làm chi. Đấy, cái câu đó các bạn chữ nghe xong các bạn nói đi. Lặng yên thì lấy hơi nhé. Lặng yên ta nói cuối nghe hơi, ở cung chẳng nói làm chi. Nếu bạn hát được cái giọng gió thì người tốt. Giọng gió mình sẽ có một bài nói về giọng gió, nó rất là phức tạp, giống như cô Thanh Hoa hát đúng trời xanh bao la mây trắng xa xa gì đó, thì là người ta hát cái giọng trên trời trên cao các bạn, đó gọi là giọng gió, hoặc gọi là giả thanh, trong kỹ thuật thanh nhạc gọi là giả thanh. Mình sẽ nói sao nhé. Bây giờ mình giả bài rồi, đến đây là hồi nãy từ giờ các bạn hát cho mình nha. Bông trắng hải bảo bông trắng trắng là có cây đa to, có thằng cối già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói cuối nghe, ở cung chẳng mãi làm chi. Bông trắng trắng là có cây đa to, có thằng cuối già ôm một mối mơ. Có thằng cuối già ôm một mối mơ, cái câu nó phiêu mà là có thằng cuối già ôm một mối mơ. Nếu rung được thì tốt ạ, tại vì mấy em nhỏ hát thì không cần phải lạm dụng kỹ thuật nhiều, chúng ta hát càng trong sáng càng tốt. Rồi cái phần điệp khúc nhạc cũng gần giống như vậy. 15 tháng 8 trời cho một ông trăng sáng thật to, bông trắng trắng là có cây đa to, có thằng cối già ôm một mối mơ. Đó, với chất liệu của bài này thì dựa trên cái dân ca đường đại, nó giống như là ơi hoa tôi là nay hoa thơ, nó đừng cưng cần giống như vậy. Hoặc là những cái bài như Bèo Dập Mây Trôi, tông là tông trường và mang một cái hơi thở thời đại. Mình hy vọng là với cái chương trình giảng dạy như thế này, các bạn sẽ nắm bắt được một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất và hoàn thiện nhất. Mình sẽ up nhiều video clip đều đều hơn. Và các bạn có yêu cầu gì thì hãy để dưới, còn nếu không thì mình sẽ đi một cái giáo trình từ cái đơn giản đến phức tạp. Phần luyện thanh mình đã nói trước rồi, bạn cố gắng trước khi hát các bạn nhớ luyện thanh cho mình là các bạn sẽ thành công, chứ nếu chúng ta không luyện thanh thì chúng ta sẽ không bao giờ hát được. Và đặc biệt các bạn không nên thức khuya này, các bạn không nên ăn những cái đồ nóng, uống những cái đồ quá lạnh, la to quá thì cái giọng của bạn nó sẽ bị khàn và nó ra âm không đẹp. Ví dụ như mình đang nói đây thì cái buổi này cũng đã là 1 giờ sáng rồi, mình đóng cửa lại không bị ai chửi không, cách thì cũng như vậy thôi. Thì chúc các bạn luôn luôn thành công trên đường đời, và cũng như hãy like và subscribe kênh của mình để nhận những video mới và ủng hộ mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video này và kênh của mình thời gian qua, và sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.